Vâng, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Blog Mốc Tiêu. Blog Mốc Tiêu đang ở phòng mộ của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Hôm nay có anh Neil mua bánh pizza và nói chung là mua bánh cho cậu Nam Vũ Linh dùng nhé các bạn. À, chị Hanh Lo là đang đang bận rộn với nhận cây nhang. Chị Hanh Lo đang bận rộn với nhận cây nhang, nhận nén hương nhé các bạn. Bây giờ chúng ta cùng qua bên đây để phỏng vấn nhé. Khi mà cậu Năm đến là nhiều lúc có thể những bà con cô bác ái mộ ôm cậu cũng rất là vui vẻ cậu, chứ không phải như những bao nhiêu cậu rất là vui vẻ. Cậu đến đây là chỉ có những cái cảm xúc nhỏ nhỏ đến đây mà để trước là đốt cây nhang hai giờ làm mừng mừng cho các con cho bà con là các cảm xúc bây giờ để cho cậu hấp nhang cho cậu Năm với ông rồi. À, đó là lời chia sẻ của một chú mà chú này là ngày xưa là đã là từng làm hậu trường cho cố nghệ sĩ Tú Vũ Linh cả nhà. Dạ, chú làm hậu trường ở phía trong những nhà sân khấu á. Dạ, cho nên là chú đã có những lời lễ chia sẻ về cố nghệ sĩ Tú Vũ Linh. Dạ, cậu Năm theo lời của chú chia sẻ thì cậu Năm là một người à, chú này làm trong hậu trường hả chị? Là làm hậu trường của cậu Năm. Đi theo cậu Năm phía sau hậu trường. À, có một chú cũng quen biết cố nghệ sĩ Vũ Linh hồi đó làm trong hậu trường của cố nghệ sĩ Vũ Linh đó các bạn. Khi đứa con gái lên trọng trời mưa, đốt ngang rồi vội vã ra đi. Anh buồn lắm anh ạ. Không anh Năm đừng có để làm phù hộ cho cháu. Vâng, đây là lời tâm sự của một chú em biết cố nghệ sĩ Vũ Linh nhé. Trước trăm ngày chú, hôm nay là ngày thứ 92 rồi. 92 là ngày con nghĩ là ngày mai có khả năng là sẽ làm đó, tại vì ngày mai là cũng là ngày làm việc thứ hai đầu tuần. Hát cái chữ này nó hát 2-3 ngày có làm trước 100 ngày. À, chú ơi, chú cho con hỏi. Chú cho con hỏi hiện tại bây giờ chú đang ở đâu? Chú ở dưới quận 7, Phước Mỹ Hưng á. Dạ, chú đi lên đây chở bà xã với mấy cháu mà còn ngồi bên ngoài chơi. À, theo lời chú chia sẻ thì chú là phía sau hậu trường cho cậu Năm. Thì ít nhiều gì chú cũng có những cái kỷ niệm gì đối với cậu Năm Vũ Linh. Thì chú có thể chia sẻ một cái kỷ niệm gì đó đáng nhớ trong cuộc đời. Năm đó là năm 92. Nó cũng nhiều cái vui, nhiều cái buồn lắm. Nhưng mà được có một cái tấm lòng như anh Năm này, nhiều lúc khi mà hát xong anh xuống anh an ủi những cái cảnh cực khổ, rồi cho tiền anh em bồi dưỡng anh em rất là qua đời. Anh Năm là một người cao cả để có như vậy. Khách thập phương bà con đến đây hàng ngày theo như anh, theo như anh Năm tôi đã biết anh về dông hồn anh đến đây ở với mấy em nhiều.
mới để cho bà con ở khách thập phương thấy mà đến dâng cho anh cơm nước. Thì em thì có tấm lòng, chỉ có dâng bông đốt nhang cho anh thôi. Nhưng em rất cảm kích những đứa em, những đứa cháu ở đây đã hàng ngày đưa tin tức cho bà con. Anh còn nói thôi các em ráng cực khổ đi, rồi qua Tết anh về anh lì xì. Anh Năm không phải như những người khác đâu. Anh Năm Ti, anh là một người lớn tuổi nhưng chữ tính của anh rất là cao cả. Em buồn khi mà những ngày em ở nhà không có lên đây được, thấy bà con đến chia sẻ em đau lắm. Anh Năm hãy nằm nghỉ đi Năm. Hồi với Năm ở đây đã phù hộ cho bà con khách thập phương ở phương xa đến để cùng anh. Em đón biết anh. Còn ở đây anh không có đi đâu mà anh cũng chưa có đi đâu cả đúng rồi đó. Có nhiều cô chú nói là cậu Năm bắt mộng gì đó là cậu Năm ở đi mộ, cậu Năm không muốn ở nhà ở dưới thì còn lại buồn quá. Đúng cậu đúng Năm đúng. Trên mộ có nhiều cô chú về, có nhiều khán giả yêu quý cậu, cậu nói với mấy cô chú trong giấc mộng luôn mà. Đúng. Nhiều cô chú gọi thì đó thì đó. Theo như ở đây là chú nghĩ á, cậu Năm không có ở dưới nhà đâu. Khi cậu Năm biết cậu Năm đã nằm nơi đây thì cũng như mình thôi, cũng như con người mình còn sống cũng đi, nhưng mà cái vong hồn đâu có biết được. Có những người nào mà quá mến mộ thấy cậu Năm là thật sự nói là như vậy, chứ ở đây chú không dám đến chia sẻ những cái gì. Chuyện ai làm thì mới biết thôi. Ví dụ con có tấm lòng, tụi em cũng có tấm lòng và các cháu ở đây. Đúng rồi, ai rồi mình đứng để cho đúng rồi, mình đứng đây, đứng hôm nay đứng chắc rồi, đứng hôm nay này chia sẻ có dẫn mấy đứa nhỏ lên đâu, đứng đây của mấy anh Hoài Duyên á, nó đi theo con cho đứa nhỏ mấy đứa con của em, con em của chú Tiểu á, thấy hai chị em đi chú có dẫn cháu đứng bên này vừa mát vừa mát, đứng ở đây nó mát, đúng rồi đứng ở đây nó mát mẻ rồi. Ngồi ghế đi bác hai. Dạ. Hồi trước là bác hai là đẹp đẹp luôn. Đúng đẹp luôn. Đúng đẹp luôn. Đúng nghệ sĩ. Hồi trước là bác hai đi hậu đài đấy hả? Hậu đài. Dạ hậu đài. Hậu đài cho đến qua Tết. Trong Tết là ví dụ như bầu show đến gửi okay. Cho mình kiệu để mình gửi gì đó cho gia đình. Dạ. Xong rồi mình đi theo đoàn. Dạ. Đi cho đến tỉnh này, một tỉnh là ba đêm. Yeah. Nhưng mà ít có vô sân khấu lắm, ít có vô trong nhà văn hóa. Yeah. Chỉ hát ở ngoài ruộng với những cái sân đình lớn. Yeah. Mới có thu nhập. Yeah. Thầy rất là cảm động. Cảm ơn chú. Chú đi với cậu Năm Vũ Linh đó, có cái niềm vui, cái nỗi cực khổ gì chia sẻ với khán giả nghe thấy vui thì ít, buồn thì nhiều. Phải biết sao không? Mình chỉ là một người lính, mình đi theo, mình phụ, mình dựng đạp, khiêng những cái tấm mà hóa trang trên sân khấu, ví dụ cảnh này nọ, người ta gọi là bối cảnh, mấy người cho nó gọi là cái gì? Hôm nay là ngày chủ nhật, khách đến rất là đông nha các bạn. Các bạn cũng có thể nhìn ở ngoài thì khách đến rất là đông nha. Khách đến rất là đông luôn các bạn ơi. Bữa nay ngày chủ nhật cuối tuần cho nên mọi người được nghỉ làm á các bạn. Cho nên đến đây để hấp nha cho cố nghệ sĩ Vũ Linh nhé. Phần video clip của mình cũng đã dài, mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Ăn ngay, chào tạm biệt.